Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại rất vui mừng khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bác sĩ xương khớp của bạn được phát sóng trên fanpage Medical, phát lại trên kênh YouTube Tích Medical. Tích Medical là hệ thống phòng khám chuyên điều trị về bệnh cơ xương khớp bằng công nghệ cao, kết hợp y học hiện đại, y học cổ truyền và yoga trị liệu. Hiện tại đã giúp mình loại bỏ được 90% triệu chứng đau nhức về xương khớp và giúp phục hồi sức khỏe từ 78-95%. Thì Tích Medical hiện tại đã sở hữu hai chi nhánh. Chi nhánh 1 ở Villa 9 đường D5, phường 22 quận Bình Thạnh trong khu biệt thự Sài Gòn Pearl. Chi nhánh 2 ở Villa số 18 đường số 4, khu đô thị Hà Đô Sentosa Garden, phường 12 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trong tập trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về lần đầu tiên thăm khám của anh Hậu để biết rõ hơn về cái nguyên nhân về tình trạng bệnh lý của anh đang gặp phải. Thì hiện tại hôm nay chúng ta sẽ được theo dõi một cái buổi điều trị của anh Hậu tại trực tiếp phòng khám Tích Medical. Mời quý vị và các bạn hãy cùng nhập hạ thêm chân vào trong bên phòng khám á, để mình được theo dõi cụ thể hơn nhé. Dạ em chào anh Hậu ạ. Dạ xin phép anh Hậu là hôm nay em được livestream cho khán giả được biết về cái buổi điều trị hôm nay của anh Hậu nha. Dạ bạn Trúc ha. Dạ anh Hậu, anh Hậu ơi, hôm nay là buổi điều trị thứ mấy của anh Hậu rồi ạ? Thứ 3. Dạ buổi điều trị thứ 3. Thì sau cái lần trước điều trị thì anh Hậu có thấy tình trạng của mình nó có thuyên giảm được cái như thế nào không ạ? Ngay lần đầu tiên là cảm thấy đã tức là đã thấy đỡ hơn ngay từ lần đầu tiên rồi. Dạ vâng. Thì em rất là vui khi được anh nghe cái chia sẻ của anh á, là mình sẽ cảm nhận rõ cái lần đầu tiên của anh á, tình trạng đau của anh. Thì hiện tại á là khi mà anh Hậu đến phòng khám á thì anh có người quen giới thiệu là anh được biết có phòng khám từ đâu về anh, với lại tại sao anh được chọn phòng khám để điều trị anh ha? Trước đây thì một bạn đồng nghiệp cùng phòng cũng làm việc văn phòng. Dạ. Bạn đã đến đây điều trị một lần rồi. Dạ. Rồi từ gợi ý của bạn đồng nghiệp mình đã lên tham khảo báo chí và website để tìm hiểu. Dạ. Để quyết định đến đây để chọn dịch vụ của mình. Dạ. Thì ngoài cái lần đầu tiên anh đến là anh đã cảm thấy được cái hiệu quả đó, thì là anh còn có ấn tượng gì về cái phòng khám Tích Medical của anh Hậu ha? Ấn tượng nhất của anh là phòng khám ở đây rất là sang trọng, được nhân viên tư vấn nhiệt tình, bạn luôn chăm sóc cả về vấn đề tư vấn là vấn đề tinh thần, không những được thăm khám mà được dẫn dò nhiều điều mà trước đây mình chưa thực hiện. Thế là ngoài điều trị về cái tình trạng sức khỏe của mình còn có hỗ trợ gì nhiều về tinh thần nữa anh ha? Dạ vâng, cảm ơn anh Hậu vì đã chia sẻ trên vừa rồi ạ. Chào Trúc. Thì Trúc đang làm cái công nghệ gì cho anh Hậu và Trúc với lại cái công nghệ này nó có tác dụng gì không? Dạ. Em đang làm đây là công nghệ điện giao chuyển hóa. Ừ. Công nghệ này nó sử dụng cho hai cơ chế, cơ học với lại điện học. Điện thế giới sẽ tê gây như trung gian cộng thời kết hợp với cái nhiệt ấm ấm của nó thì nó sẽ kích hoạt và phát ra cho thần kinh cơ bắp của mình, nó làm cho giảm nguy cơ mình tốt hơn nè. Cái thứ hai đó sẽ làm cho máu huyết lưu thông tại cái vùng đó thì tốt hơn. Và đồng thời cái thứ ba nó sẽ kích hoạt các tế bào miễn dịch nhanh hơn. Thì khi làm sau thì anh sẽ thấy cảm giác nó sẽ thoải mái và dễ chịu tại cái vùng điều trị đó hơn. Cái này thì lúc trước thì cũng có nghe là tình trạng của anh Hậu là bác sĩ cũng có nói là bị đau lưng và do bị sốt bị đi đệm á. Thì không biết là phòng khám của mình đó là đã đưa ra cho anh Hậu cái điều trị như thế nào? Bên mình điều trị là phương pháp tâm tự nhiên kết hợp thì đều là sử dụng công nghệ cao thì sẽ lớn thôi. Không có tiêu chết với lại hạn chế thì tối đa sử dụng thuốc để nó kích hoạt vào các tế bào là vi thần kinh của anh để nó tái tạo một mặt cách tự nhiên nhất. Là theo nhà khoa được biết đó là hiện tại là ngoài các cái công nghệ cao này ra thì mình còn có phối hợp thêm cái phương pháp là yoga với là bấm huyệt á, thì cái phương pháp này nó có hiệu quả như thế nào đối với cái tình trạng của anh Hậu rồi chứ? Thì bấm huyệt á thì có về điều trị bác sĩ sẽ trực tiếp gieo những cái huyệt trên cơ thể như vậy thì cái vùng đau của anh nè, khi nói đến cái vùng lưu thông cũng như tại cái vùng đó
bị lo lâu ngày cơ nó bị cứng á, máu nó không có được lưu thông á, nên cái tình trạng nó bị chèn ép đường lên đau. Thì cái công việc của bác thì bác sẽ là cái đặc biệt cái hiện đó thì nó giải cái cơn đau đó ra, đồng thời á cho máu huyết được lưu thông để nó tốt hơn. Chú ơi, vậy còn cái về yoga trị liệu á thì nó có những hiệu quả như thế nào đối với tình trạng của hoàng hậu của chú? Yoga thì một phần là phương pháp tập luyện thêm ở nhà để nó giúp kích hoạt, tại vì khi mình điều trị ở khỏe chị thì về nhà mình có những cái phương pháp, những cái bài tập của bên thầy bên mình dạy thêm á, để cho khách hàng nó tập luyện cái vùng đó. Khi khách hàng rảnh rỗi nè, có thời gian á, mình tập luyện để cho cái vùng của mình nó điều trị nó được tốt hơn, với lại mình duy trì nó lâu dài. Còn về bấm huyệt, bấm huyệt thì nó sẽ đã thông lưu thông khí huyết, nó làm lưu thông máu tốt hơn, tại vì bác sẽ trực tiếp tác động vào những cái huyệt trên cái vùng mà anh đang bị đau á, để cho nó giải cái vùng đó ra, giải được những cái cơn đau cho anh. Rồi, cảm ơn Trúc về những chia sẻ vừa rồi ha. Dạ, anh Hậu ơi, em xin phép được có vài câu hỏi với anh ha. Thì chưa chia sẻ lúc trước lần đầu tiên anh đến mình khám với bác sĩ á, thì bác sĩ cũng đã nói rõ cho anh về cái nguyên nhân cũng như là về cái tình trạng bệnh của mình, thì chắc là mình cũng đã hiểu cái vấn đề cái tình trạng của mình hiện tại. Thì anh thấy á, là trước đây á, là anh bị cái tình trạng đau lưng đó là được bao lâu anh ha, với lại là anh có cái biểu hiện như thế nào ra bên ngoài á để mà dẫn tới mình phải đi khám á anh? Anh trước đây thì anh đau bút từ vùng lưng, đau lưng đau xuống lan tỏa xíu mất bàn chân cũng khoảng 2 năm nay rồi. Rất là khó chịu. Nó nhiều lúc ảnh hưởng đến công việc của mình. Do cái công việc của mình là làm việc văn phòng, nguồn nhiều ít vận động. Thế là em lúc trước em cũng có biết là anh làm văn phòng, là bên IT anh ha. Là mình ngồi như vậy ít vận động thì cái vùng lưng của anh nó cứ đau nhiều. Thì như vậy anh bị đau lúc trước như vậy là anh có đi điều trị ở đâu chưa anh? Cũng đi điều trị một số dịch vụ về y học cổ truyền ấy. Họ cũng châm cứu về cho uống thuốc. Mà đa số là chỉ giảm đau tức thời, nó không giúp hạn được. Tức là lúc trước là chỉ giảm tạm thời, rồi anh đi xong thời gian là nó cũng bị trở lại. Sau vài lần điều trị ở đây rồi á, thì anh thấy cái tình trạng của anh á, cái vận động của mình á, nó có thoải mái hơn không anh? Nó có dễ chịu hơn trước không anh? Khác hẳn so với lúc trước mình đi điều trị. Là mình rất là dễ chịu, mình vận động cũng không cảm thấy đau nữa. Rất là vui. Vậy em cũng cảm ơn anh Hậu đã có những chia sẻ vừa rồi anh ha. Chúc anh Hậu là mình sẽ phục hồi rất là nhanh và mình sẽ nhanh chóng làm cái công việc của anh á, nó sẽ luôn luôn thuận lợi anh ha. Cảm ơn anh. Cũng nhân về cái buổi livestream ngày hôm nay á, là có một vài câu hỏi của khán giả gửi đến chương trình. Bây giờ hãy sẽ đọc câu hỏi và bạn Trúc sẽ trả lời thay cho các bạn nhé. Câu hỏi của khán giả là: khán giả phòng khám có điều trị tê bì tay chân hay không, và hay là chỉ điều trị về thoát vị đĩa đệm á Trúc ha? Phòng khám của mình thì là chuyên điều trị về cơ xương khớp, rồi tụi em phục hồi cho tất cả các loại bệnh như là thoát vị đĩa đệm nè, thoái hóa cột sống cổ, tê bì tay chân, thoái hóa khớp gối, và các những bệnh lý khác như là bệnh viêm khớp, viêm đa khớp, tất cả các loại bệnh mang về bệnh xương khớp thì tụi em đều chữa trị hết ạ. Còn có một khán giả hỏi câu hỏi thứ hai là điều trị thoát vị đĩa đệm giống như anh Hậu như vậy á, thì cần bao nhiêu liệu trình và mình điều trị trong bao lâu? Thì hầu hết khách hàng bên em khi đến với phòng khám bên em thì chỉ sau một liệu trình là khách hàng đã cảm thấy nó thoải mái, với lại nó đã mang lại cái hiệu quả tốt nhất cho khách hàng rồi. Bên cạnh đó thì cũng tùy theo tình trạng của khách hàng thì mình có thể những cái phương pháp như là tập luyện thêm ở nhà hoặc là chế độ sinh hoạt ăn uống ở nhà để nó mang lại cái hiệu quả duy trì lâu dài hơn về sau. Tức là mình ngoài điều trị ra còn có các cái phương pháp về dinh dưỡng, về chế độ sinh hoạt để cho cái tình trạng nó tốt hơn ha. Cảm ơn Trúc rất là nhiều. Dạ anh Hậu ơi, nãy giờ em điều trị cho anh có thấy khó chịu hay gì không ạ? Thấy rất thoải mái. Thì không biết ở nhà anh bữa nay có tập lên yoga hay là mình có vũ dụng đi bơi hay là những cái vận động gì thêm không? Lúc này công việc nhiều quá nên anh chưa sắp xếp được thời gian. Thì anh
rảnh anh sắp xếp thời gian để anh tập luyện thêm cho nó mang lại hiệu quả cho mình đó nha. Rồi ở nhà anh hạn chế những cái vận động mạnh như mình xoay người đục một cách đột ngột nè, hoặc là mình làm những công việc nặng để nó không có ảnh hưởng tới cái lối sống mình thì mình đang điều trị á. Rồi kết hợp anh có thể ăn uống nè, chế độ sinh hoạt của mình nè, rồi anh có thể kết hợp lên đi bơi, tập yoga để nó mang lại hiệu quả cho anh tốt nhất nha. Thưa quý vị và các bạn, sau buổi trao đổi vừa rồi cùng với anh Hậu và chuyên viên Trúc thì chúng ta cũng đã hiểu rõ hơn về cái liệu trình điều trị thoát vị đĩa đệm tại phòng khám Tích Medical. Thì có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến xương khớp, quý vị có câu hỏi nào xin vui lòng liên hệ đến hotline 0965 858568, trợ lý bác sĩ sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí cho quý vị.